Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ hôm nay. Sau đây là bản tin. Đại gia thủy sản vay hàng trăm tỷ đồng bằng 52 kg tôm. Giám đốc công ty thủy sản ở Bạc Liêu hô biến kho tôm đông lạnh chỉ có 52 kg lên đến 121 tấn để thế chấp nhiều nhà băng vay hàng trăm tỷ đồng. Ngày 13 tháng 9, công an tỉnh Bạc Liêu bắt tạm giam ông Ngô Chí Dũng, giám đốc công ty cổ phần thủy sản Minh Hiếu và bà Nguyễn Thị Út về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc khám xét trụ sở công ty tại thị xã Giá Rai và những nơi liên quan áp giải hai bị can về đồn cảnh sát được nhà chức trách thực hiện từ chiều qua. Theo cơ quan điều tra, ông Dũng cùng vợ Lê Thị Hạt, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Minh Hiếu, thành lập nhiều công ty con và hộ kinh doanh, thuê người đứng tên pháp lý. Bà Nguyễn Thị Út được thuê làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần thủy sản Minh Hiếu Bạc Liêu. Ông Trần Đình Tín giữ chức vụ tương tự tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại thủy sản Bình Hưng ở thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm 2011, ông Dũng được cho là chỉ đạo người đứng đầu các công ty con xuất hóa đơn khống, thể hiện hàng hóa từ không thành có, đem kho tôm đông lạnh thành phẩm trên 121 tấn, trị giá hơn 31 tỷ đồng, làm hồ sơ vay hơn 64 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Bạc Liêu. Tuy nhiên, thực chất khi kiểm kê kho này chỉ có 52 kg tôm. Từ các hồ sơ và tài sản thế chấp, nhà băng đã giải ngân cho công ty vay gần 37 tỷ đồng. Số nợ hiện nay của công ty lên đến 42 tỷ, được xác định không có khả năng chi trả. Ngoài ra, ông Dũng còn bị cáo buộc thế chấp chính kho tôm đông lạnh trên nhiều ngân hàng khác nhau, không có khả năng thanh toán hơn 128 tỷ đồng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.